Xin kính chào các bậc phụ huynh và các học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Toán 2 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 13, bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. Một lớn, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Trên giá sách có 9 quyển sách toán. Số sách tiếng Việt nhiều hơn số sách toán 3 quyển. Số sách tiếng Việt có trên giá sách là bao nhiêu quyển? Thế thì phép tính ở đây chúng ta thấy rằng là tiếng Việt nhiều hơn, đúng không các em? Sách tiếng Việt nhiều hơn, như vậy để ra số sách tiếng Việt thì mình sẽ lấy số sách toán cộng thêm. Mình sẽ lấy 9 cộng với 3 thì sẽ bằng là 12. Vậy chúng ta chọn thầy là đáp án B nhé. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 2. Lớp 2A có 16 bạn nam, số bạn nữ ít hơn số bạn nam 3 bạn, số bạn nữ lớp 2A có là, ta thấy là số bạn nữ ít hơn. Số bạn nữ ít hơn, vậy thì để ra được số bạn nữ thì mình sẽ lấy số bạn nam trừ đi 3. Đó là 16 trừ đi 3 thì ta sẽ còn lại là 13. Đáp án C nhé. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Vườn nhà hoa có 25 cây cam, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam 12 cây. Số cây bưởi vườn nhà hoa có là, ta thấy số cây bưởi nhiều hơn. Như vậy để ra số cây bưởi thì mình sẽ lấy số cây cam cộng thêm với lại 12. Tức là phép tính của chúng mình sẽ là 25 cộng với lại 12. Mình đặt tính ra nháp nhé. Các em đặt tính thẳng hàng, sau đó thực hiện cộng với lại số đơn vị trước. 5 cộng 2 bằng 7 viết 7, 2 cộng 1 bằng 3 viết 3. Kết quả ta được là 37. Như vậy thì nhà hoa sẽ có 37 cây bưởi. Đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4. Buổi sáng cô Hiền bán được 15 quả dưa hấu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 4 quả. Số quả dưa hấu buổi chiều cô Hiền bán được là, mình thấy rằng là buổi chiều bán được nhiều hơn và đang cần tính buổi chiều, thì ta sẽ lấy buổi sáng cộng thêm với lại 4, đúng không các em? Phép tính của chúng mình sẽ là 15, chúng mình cộng thêm 4 thì ta sẽ được kết quả là 19 quả. Đáp án C. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5. Nhà Sơn có 65 con gà, số gà nhà Sơn nhiều hơn số gà nhà Mai 23 con. Số gà nhà Mai có là, ở đây các em thấy rằng là số gà nhà Sơn nhiều hơn. Số gà nhà Sơn nhiều hơn, hay nói cách khác là số gà nhà Mai sẽ ít hơn. Để ra số gà nhà Mai thì mình sẽ lấy số gà của nhà Sơn trừ đi 23 con này, đúng không? Phép tính của chúng mình phải là 65 trừ đi 23. Bây giờ mình đặt tính thẳng hàng, sau đó mình sẽ thực hiện trừ với lại số đơn vị trước. 5 trừ đi 3 bằng 2 viết 2, 6 trừ đi 2 bằng 4 viết 4, kết quả ta được là 42. Như vậy chúng ta chọn thầy là đáp án D. Nhà Mai sẽ có 42 con gà. Thầy cho chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận nhé. Bài 1. Hoa có 8 cái bút, mi có nhiều hơn hoa 5 cái bút. Hỏi mi có mấy cái bút? Ở đây ta thấy rằng là mi nhiều hơn. Mi nhiều hơn, vậy để ra số bút của mi thì chúng ta phải lấy số bút của hoa cộng thêm 5 nữa. Và để các em dễ hình dung phép tính hơn thì thầy sẽ vẽ sơ đồ để các em hiểu hơn nhé. Bây giờ số bút của hoa đã biết rồi. Mình sẽ kẻ một đoạn thẳng biểu diễn tượng trưng cho số bút của hoa. Ở đây là 8 cái bút. Tiếp theo là của mi thì mình sẽ dùng thước gióng thẳng điểm đầu xuống này các em này. Sau đó chúng ta biết rằng mi nhiều hơn thì chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng dài hơn, hỏi chấm cái bút. Bây giờ để biết được là mi nhiều hơn hoa bao nhiêu, chúng ta dùng thước ta gióng thẳng điểm cuối của hoa xuống thì mình sẽ nhìn ra được là cái đoạn này là mi nhiều hơn ứng với lại 5 cái bút. Như vậy chúng ta thấy rằng là mi đang nhiều bút hơn thì để ra số bút của bạn mi, ta sẽ lấy số bút của hoa là ứng với 8 cái ở đoạn này. Chúng mình cộng thêm đoạn này 5 cái nữa, đúng không các em? Đây, đoạn từ đây đến đây thôi là 5 cái. 8 cộng với 5 thì ta sẽ được là 13, kéo nhé. Bây giờ mình sẽ đi viết lời văn. Số bút mi có là, phép tính ta sẽ lấy 8 cộng 5 bằng 13 và đơn vị là cái. Đáp số mình sẽ ghi đầy đủ là 13 cái bút. Vậy là chúng ta đã làm xong bài tự luận 1 rồi các bạn. Tiếp theo là bài tự luận 2. Lớp 2B có 33 học sinh,
lớp 2C có ít hơn lớp 2B 3 học sinh. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh? Ta thấy rằng là lớp 2C ít hơn. Lớp 2C ít hơn. Như vậy để ra được lớp 2C thì chúng ta sẽ phải lấy 33 trừ đi 3 đúng không? Bây giờ thầy cho mình cũng vẽ sơ đồ đoạn thẳng để người ta hiểu hơn. Bây giờ mình có lớp 2B đã biết rồi, biết trước rồi. Với lớp 2B thì thầy sẽ kẻ một đoạn thẳng tượng trưng cho 33 học sinh. Lớp 2C thì thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng điểm đầu xuống đã. Sau đó lớp 2C ít hơn thì sẽ là đoạn thẳng ngắn hơn. Đến đây thôi chẳng hạn. Hỏi chấm học sinh. Bây giờ ta dùng thước ta gióng thẳng lên thì mình sẽ nhìn ra được là lớp 2C ít hơn lớp 2B cái đoạn ngắn này ứng với lại 2 học sinh, 3 học sinh. Như vậy để ra được là lớp 2C có bao nhiêu bạn học sinh thì chúng ta sẽ lấy tất cả cái đoạn dài nhất này, chúng ta trừ đi cái đoạn ngắn ứng với 3 học sinh này thì mình sẽ ra được đoạn còn lại sẽ chính là ứng với lớp 2C nhé. Thế tính là 33 trừ 3 thì sẽ bằng 30 các bạn. Bây giờ mình sẽ đi viết lời văn. Số học sinh lớp 2C có là 33 trừ 3 thì sẽ bằng là 30 đơn vị là học sinh. Đáp số mình sẽ ghi là 30 học sinh. Vậy chúng ta đã xong bài 2. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng đến với bài 3. Buổi sáng cửa hàng nhà Hà bán được 13 bao gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 4 bao. Hỏi buổi chiều cửa hàng nhà Hà bán được bao nhiêu bao gạo? Ta thấy rằng là buổi chiều bán được ít hơn. Như vậy để tìm ra được của buổi chiều thì mình sẽ lấy của buổi sáng trừ đi, đúng không em? Bây giờ mình sẽ đi biểu diễn đoạn thẳng để hiểu hơn nhé. Buổi sáng đã biết rồi, thầy sẽ biểu diễn một đoạn thẳng tượng trưng cho 13 bao gạo cửa hàng nhà Hà đã bán được vào buổi sáng. Và bây giờ buổi chiều thì thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng xuống. Buổi chiều bán được ít hơn, tức là đoạn thẳng sẽ là ngắn hơn. Đến đây thôi. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ dùng thước, chúng ta sẽ gióng thẳng điểm cuối lên. Thì mình sẽ nhìn ra được là buổi chiều bán được ít hơn cái đoạn ngắn này ứng với 4 bao. Vậy thì để ra được của buổi chiều chúng ta sẽ lấy cái đoạn dài nhất này ứng với 13 bao, chúng mình sẽ trừ đi cái đoạn ngắn ứng với 4 bao này, sẽ ra đoạn còn lại. Mà đoạn còn lại này sẽ chính là ứng với buổi chiều em nhé. Phép tính là 13 trừ đi 4 thì sẽ bằng 9. Bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày lời văn. Mình sẽ nói là số gạo buổi chiều cửa hàng nhà Hà bán được là, thì bây giờ mình sẽ lấy phép tính đó là 13 trừ đi 4 bằng 9, là đơn vị mình sẽ ghi là bao. Và đáp số chúng ta sẽ ghi đầy đủ là 9 bao gạo nhé. Thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 3. Tiếp theo là bài tự luận 4. Nhà Phong có 36 con gà mái, số gà trống nhiều hơn số gà mái 12 con. Hỏi nhà Phong có bao nhiêu con gà trống? Thì chúng mình thấy rằng là số gà trống nhiều hơn. Và đang cần tìm số gà trống thì chúng ta sẽ phải lấy số gà mái cộng thêm với lại 12 con nhiều hơn, đúng không các em? Đấy, chúng ta biểu diễn sơ đoạn thẳng cũng tương tự như các bài trước. Bây giờ số gà mái đã biết rồi, thầy sẽ kẻ đoạn thẳng tượng trưng cho 36 con gà mái. Với số gà trống đầu tiên thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng điểm đầu xuống. Số gà trống nhiều hơn thì tức là đoạn thẳng dài hơn. Hỏi chấm con này. Bây giờ thầy dùng thước thầy gióng thẳng điểm cuối của số gà mái xuống thì mình sẽ nhìn ra được là số gà trống nhiều hơn cái đoạn này là ứng với 12 con. Vậy thì số gà trống nhiều hơn, để ra số gà trống người ta sẽ lấy cái đoạn ứng với số gà mái là 36 con cộng thêm với lại 12 con này nữa, đúng không các em? Phép tính của chúng mình sẽ là 36 cộng với lại 12 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết lời văn. Số gà trống nhà Phong có là, phép tính ta sẽ lấy số gà mái là 36 con cộng thêm với số gà trống nhiều hơn là cộng 12. Bây giờ các em đặt tính ra. Đặt tính thẳng hàng, sau đó chúng ta cộng với lại số đơn vị trước. 6 cộng 2 bằng 8 viết 8, 3 cộng 1 bằng 4 viết 4. Kết quả ta được là 48. Và đơn vị ghi con. Đáp số mình sẽ ghi đầy đủ là 48 con gà trống. Thầy cho chúng ta đã xong bài tự luận 4. Tiếp theo là bài tự luận 5. Đề bài như sau. Minh và Tâm cùng nhau đi câu cá. Minh câu được 9 con cá. Tâm câu được nhiều hơn Minh 5 con cá. Hỏi Tâm câu được bao nhiêu con cá? Ta thấy rằng là Tâm thì câu được nhiều hơn. Và chúng mình đang cần tìm số cá của Tâm thì ta sẽ lấy số cá của mình cộng thêm. Đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ đi viết lời văn. Đó là số cá Tâm câu được là
Bởi vì tâm câu được nhiều hơn, cho nên là để ra số cá của tâm câu được, ta sẽ lấy số cá của mình là 9 con cộng với số cá mà tâm câu được nhiều hơn, tức là cộng với 5 con ở đây. 9 cộng 5 bằng 14, đơn vị là con. Đáp số mình sẽ ghi đầy đủ là 14 con cá. Chúng ta đã xong bài 5. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng chuyển sang bài tự luận 6 các em nhé. Đề bài như sau: An và Hà cùng nhau giúp mẹ thu hoạch cà chua. An hái được 43 quả cà chua, Hà hái được ít hơn An 11 quả. Hỏi: Ý A, Hà hái được bao nhiêu quả cà chua? Ở đây chúng mình thấy rằng là Hà hái được ít hơn và đang cần tìm số quả cà chua Hà hái được, thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến phép tính trừ rồi. Và để chắc chắn điều đó thì thầy trò mình sẽ đi biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng nhé. Số cà chua An hái được này. Số cà chua An hái được chúng ta sẽ biểu diễn đoạn thẳng là tượng trưng cho 43 quả. Tiếp theo là của Hà thì ta sẽ dùng thước ta gióng thẳng điểm đầu xuống trước đã. Hà hái được ít hơn, tức là đoạn thẳng ngắn hơn. Hỏi chấm quả này. Bây giờ chúng ta dùng thước ta gióng thẳng lên thì mình sẽ nhìn ra được là Hà hái được ít hơn An. Cái đoạn ngắn này ứng với 11 quả. Đó, như vậy thì để ra số quả cà chua Hà hái được, chúng ta sẽ lấy cái đoạn dài nhất này. Đoạn dài nhất này ứng với 43 quả, trừ đi cái đoạn 11 quả này thì sẽ ra đoạn còn lại. Mà đoạn còn lại chính là gì? À, số quả cà chua Hà hái được, đúng không các em? Phép tính là 43 trừ đi 11 nhé. Mình đặt tính thôi. Các em đặt tính thẳng hàng, sau đó trừ với số đơn vị trước. 3 trừ đi 1 bằng 2 viết 2, 4 trừ đi 1 bằng 3 viết 3, kết quả là 32. Bây giờ thì mình sẽ đi viết lời văn ở bài 6A. Số cà chua Hà hái được là, phép tính ta sẽ lấy 43 trừ đi 11 bằng 32. Đơn vị ở đây là quả. Và đáp số mình sẽ ghi đầy đủ là 32 quả cà chua. Tiếp theo hỏi ý B. Ý B để bài hỏi chúng mình đó là An và Hà hái được tất cả bao nhiêu quả cà chua. Thế thì đề bài hỏi chúng mình là tất cả, như vậy là phép tính cộng rồi. Chúng ta sẽ lấy số cà chua của An hái được là 43 quả cộng với số cà chua Hà hái được là 32 quả nhé. Mình sẽ đi viết lời văn như sau. Số cà chua An và Hà hái được tất cả là, chúng ta sẽ lấy số cà chua An hái được là 43 quả cộng với số cà chua Hà hái được là 32 quả. Bây giờ mình sẽ đặt tính 43 cộng 32. Đặt tính thẳng hàng, sau đó mình cộng với lại số đơn vị trước. 3 cộng 2 bằng 5 viết 5, 4 cộng 3 bằng 7 viết 7, kết quả là 75. Đơn vị là quả. Và các em ghi đáp số là 75 quả cà chua. Chúng ta đã xong bài số 6 rồi. Tiếp theo là bài số 7. Đề bài như sau: Năm nay chị Hà 12 tuổi, An kém chị Hà 5 tuổi. Yeah. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi? À, tuổi của An kém tuổi của chị, như vậy để ra tuổi của An chắc chắn là chúng mình phải dùng phép tính trừ rồi, đúng không các em? Nếu như cộng thì chúng ta sẽ ra tuổi An nhiều hơn à? Không phải, đúng không nào? Chắc chắn phép tính trừ để ra tuổi An nhé. Mình sẽ đi viết lời văn. Số tuổi của An năm nay là, chúng mình sẽ lấy số tuổi của chị Hà là 12 tuổi này, trừ đi số tuổi An kém hơn, tức là trừ đi 5. 12 trừ đi 5 thì bằng 7 nhé. Đơn vị là tuổi. Và đáp số mình sẽ ghi là 7 tuổi. Xong ý A rồi. Tiếp theo là ý B. Mẹ sinh An năm 32 tuổi, hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Chúng ta hiểu là như sau nhé. Đó là mẹ sinh An năm 32 tuổi, thì như vậy là tuổi của mẹ sẽ nhiều hơn tuổi của An là 32 tuổi các bạn. Vậy để tính tuổi của mẹ, chúng mình sẽ lấy tuổi của An cộng thêm 32 các em nhé. Mình sẽ nói lời văn như sau, viết lời văn này. Số tuổi của mẹ năm nay là, phép tính ta sẽ lấy 7 này là tuổi của An. Mẹ sinh An năm 32 tuổi thì tức là mẹ nhiều hơn An 32 tuổi đấy các bạn. Chúng ta cộng thêm 32 tuổi nữa nhé. Thì các em đặt tính nhé, thì ta sẽ được kết quả là bằng 39, đơn vị là tuổi. Và đáp số mình ghi 39 tuổi. Như vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 7 rồi. Kết thúc bài tập hàng ngày 13. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thì còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.